sẽ đi vô nha. Đây nè. Ôi đi vô. Các bạn, hôm nay mọi người cùng mình tham quan nhà thờ gỗ nha. Phòng như mấy cha ở đó. Nhà thờ Chánh Tòa Con Tum hay nhà thờ gỗ Con Tum là một nhà thờ Công giáo nằm tại số 13 đường Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum, Việt Nam, được hoàn thành năm 1918. Đây là nhà thờ Chánh Tòa của giáo phận Con Tum. Mặt tiền nhà thờ có một tháp chuông 4 tầng, cao 24m, nằm chính giữa, tạo sự hài hòa, cân đối cho một toàn bộ công trình. Đó, nhà thờ này bằng gỗ. Nhìn bên ngoài, công trình là một khối nhà lớn, uy nghiêm, nổi bật với gam màu sắc sẫm đen vì thời gian của gỗ và ngói. Sở dĩ gọi là nhà thờ gỗ vì nguyên liệu chủ yếu để dựng lên ngôi nhà thờ này là từ gỗ cà chít, xến đỏ, một loại gỗ quý có nhiều vùng rừng núi Tây Nguyên. Nhà thờ được thiết kế theo lối kiến trúc Roma kết hợp với kiểu nhà sàn của người Ba Na bản địa. Đây được coi là sự kết hợp giữa văn hóa phương Tây và bản sắc dân tộc của vùng Tây Nguyên. Hành lang hai cánh rộng và dài, các mái nhô cao và dốc theo như kiểu mái nhà rông của người Ba Na được đỡ chắc chắn bằng hai cột gỗ tròn. Đi từ từ ấy con. Làm dấu đi con. Đi làm dấu. Toàn bộ các kết cấu từ cột, kèo cho đến sàn nhà đều làm bằng gỗ và được kết dính với nhau bằng mộng mà không hề sử dụng đinh. Trần, tường và vách được chét bằng các loại vật liệu đất trộn rơm theo kiểu nhà truyền thống của người miền Trung Việt Nam, tuyệt đối không hề có chút bê tông cốt thép hay vôi vữa nào. Các cây cột bằng gỗ quý có đường kính rất to. Thank you.
Cung thánh được thiết kế lộng lẫy và trang nghiêm. Bên trong thánh đường kết cấu mái vòm dài, cao vút, thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng, khiến cho người xem thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp hoành tráng và lộng lẫy của nó. Hàng cột cao 12 mét đặt vững chắc trên chân đế bằng đá, vươn lên, nâng đỡ toàn bộ mái vòm chính giữa và trần hành lang. Hai cánh không chỉ tạo sự bề thế cho công trình mà còn gợi cảm giác rộng mở về không gian về các phía. Kinh thánh trang trí lên các ô cửa kính màu đầy lộng lẫy, hòa vào vẻ đẹp lộng lẫy ô kính màu vẽ và khung cảnh đời sống của người Tây Nguyên xưa. Hai bên cánh, qua lớp ánh sáng tự nhiên, các ô cửa kính màu thiết kế theo lối Vitrau với hình vẽ những điển tích trong kinh thánh hiện lên lung linh rực rỡ. Đặc biệt, hệ thống kèo gỗ hình vòm và các hàng cột nhỏ bên trên được kết nối tinh vi, liền mạch một cách duyên dáng và mềm mại, khiến cho phần thượng tầng của gian thánh đường càng trở nên nguy nga, lộng lẫy. Đây là sự kết hợp hài hòa và tinh tế của các hệ thống, các cột đỡ và ô cửa hình vòm. Mọi chi tiết thiết kế, chạm trổ, trang trí, phối màu của ngôi nhà thờ đều vô cùng tinh xảo, chứng tỏ trình độ tay nghề bậc thầy của các nghệ nhân xưa. Dù đã trải qua bao biến thiên sự lịch sử, cho đến nay nhà thờ không hề bị hư hỏng mà vẫn vững chãi. Góc nhà thờ gỗ vậy anh. Đúng rồi, hồi nãy đặt đường thấy có cái quán đó. Rồi mấy cái cây này cây gì vậy ta? Cái này cây bồ đề hả? Cây bồ đề.